Phát huy hiệu quả đạt được từ việc thực hiện mệnh lệnh số 01 của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đặc biệt là kiểm tra, nhắc nhở các quán ăn, nhà hàng kinh doanh vào ban đêm quá giờ quy định. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhất là trong những ngày đầu của Tết Nguyên đán 2019, khi người dân có nhu cầu gặp gỡ, giao lưu và sử dụng rượu bia nhiều, dễ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc. Đây là vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trước cửa một quán bar xảy ra vào đầu tháng 9 năm 2018 trên phố Mã Mây, phường Hàm Buồm, quận Hoàng Kiếm. Sau khi uống say, hai nhóm thanh niên hơn 10 người đã cầm gậy, bàn ghế và chai bia tấn công nhau gây náo loạn đường phố. Còn đây là video lan truyền trên mạng xã hội về vụ ẩu đả của một nhóm thanh niên trên phố Tạ Hiện vào tối ngày 17 tháng 1 năm 2019. Theo thông tin, một người đàn ông đi xe máy trên phố Tạ Hiện nhưng đến giữa phố thì không đi được do bàn ghế kê ra đường cho khách ngồi kín lối đi. Người đàn ông đã nhắc nhở nhóm thanh niên này và ngay sau đó đã xảy ra xích mích dẫn đến ẩu đả giữa hai bên. Đáng nói, theo cơ quan chức năng, nhóm thanh niên này cũng đã sử dụng rượu bia dẫn đến mất kiểm soát bản thân. Trong những ngày Tết đầu xuân năm mới thì người dân cũng gặp gỡ rồi là giao lưu với nhau. Do vậy là cũng nhiều người đã sử dụng rượu bia quá mức. Từ cái việc sử dụng rượu bia quá mức thì họ không làm chủ được bản thân. Thì qua đó thì có thể dẫn đến những cái hệ lụy ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phường Hàm Buồm là một trong những địa bàn trọng điểm, tập trung nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống, quán bar, thu hút giới trẻ. Do đó, lực lượng chức năng xác định bên cạnh việc tập trung xử lý kịp thời khi những sự việc xảy ra thì công tác tuyên truyền tới chủ kinh doanh của các hộ tại đây cũng được chú trọng. Bán hàng ở đây thường thường là khuyên khách là uống ít thôi mà không lên uống nhiều để tránh những cái trường hợp mà nó không hay với nhau. Uống nhiều nó va chạm này, đánh nhau, xây xát nó mất hay đi. Chúng tôi cũng đề nghị người dân trong những ngày đầu xuân năm mới thì cũng hạn chế sử dụng rượu bia quá đà, chỉ trong mức độ vui vẻ để tránh những cái việc hậu quả có thể xảy ra ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến cái người dân. Thời gian sau Tết, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành ra quân để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên cả 18 phường, phấn đấu không để những sự việc xô xát và chạm đáng tiếc từ việc sử dụng rượu bia xảy ra trên địa bàn.